Anh ơi, rảnh không? Đi khách sạn chơi. Ừ. Trời ơi. Hả? Tức cái gì mà nhắn sổ sàng vậy bà? Chứ giờ chị sao em? Chị kêu nhắn gì nhắn? Trời ơi, nhắn cũng phải đưa đẩy, cũng phải lả lơi chút gì đâu mà sao? Vừa vô khách sạn làm gì chồng? Rồi thôi, chị nhắn, em nhắn theo chị. Trời ơi, phải nhắn theo chị nè. Này, anh ơi, em là em mờ. Em mờ là gì? Từ từ đi, coi tiếp cái vế sau nè. Em là em gái nuôi của anh. Anh rảnh không? Dạ. Thế để em nhắn giống chị luôn nha. Đó, đúng đi. Rồi, gửi chưa? Rồi, bây giờ đếm 1, 2, 3 là hai mình bấm gửi nha. Bấm luôn hả? Ừ. Rồi, 1, 2, 3. Sao chưa trả lời nữa ta? Vì là không có ngoại tình. Của chị ngoại tình rồi, ngoại tình rồi. Ngoại tình rồi. Không. Nó hỏi chị bán sim không? Vô duyên. Tự nhiên bán sim không? Thiên Tài, không đi đâu chơi hết. Sao mày không đi đâu chơi Thiên Tài? Trời đất ơi, ông nội ơi. Nó bước vô tôi tưởng đầu hũ hèm, ta mở ra không à. Cái gì mà hôi rượu quá vậy? Hả mày? Trời đâu. Ủa, bác Tư hả? Xỉn hả? Ừ, có đâu xỉn đâu. Xỉn đi vô ngủ đi ông ơi. Con à, chưa vô được. Sao hả? Đang giải quyết một số công chuyện cần làm. Chuyện cần làm mày mày vô phòng mày giải quyết, mà đừng ở chỗ này phòng khách nhà tao mày làm gì vậy? Không được, vô trong phòng giải quyết không được, phải ngồi ở đây mới giải quyết được. Ơi, cái vụ gì? Bác Tư biết sao không? Ê. Tự nhiên có ai nhắn tin cho con tên là chữ M nè. Nó là em gái nuôi của con gì á. Mà con đâu quen ai tên là chữ M đâu. Trời ơi, người ta nhắn tin cho mày thì mày nhắn tin lại, mày hỏi có gì đâu mà suy nghĩ chi cho nó nhức não vậy trời. Trời, suy nghĩ sao suy nghĩ bác Tư? Bây giờ nhắn lại cho người ta biết nhắn gì vậy? Trời đất ơi, thì mày nhắn lại mày hỏi em là M nào trong mấy cái M này. Thí dụ như Mi, Mai, Mận, Mít, Mở, Màng, Mèo, Mũm, Miệm, Má. Đơn giản vậy thôi chứ bác Tư. Đó. Để con nhắn trả lời cho người ta cái phép lịch sự. Ôi khổ tâm quá thì mấy cái thằng này. Của em. Từ khoan, ai nhắn à? Ủa sao ông Hoàng nhắn? Coi cái tin đó. Em là M nào trong các M? Minh Mai, Mơ Mận, Mũm Miễm, Má. Ôi. Trời ơi. Bác Tư. Gì vậy? Làm gì vậy? Nói bác Tư nghe này nè. Trời, tính quay ngồi gần tôi hả? Dạ. Thôi, làm ơn đi. Mày hôi như cú vậy á. Sao bác Tư tránh né con quá vậy? Con nói bác Tư nghe, cái chuyện này là con nhớ ra rồi. Con nhớ là chắc chắn 100% luôn. Là con không hề quen biết ai tên chữ M hết. Mà không quen hả? Dạ, có khi nào là người ta nhắn lầm cho mình đâu bác Tư. Nhắn lầm cũng phải nhắn lại để hỏi cho rõ ràng. Mình là đàn ông mà, phải không? Tất cả mọi chuyện phải rõ ràng, đàng hoàng. Vậy là bây giờ mình phải nhắn lại cho người ta biết là người ta nhắn lầm hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình nhắn sao bác Tư? Nhắn á, là anh quen hết 24 chữ cái mà không có quen ai là cái chữ đầu là chữ M đó. À. Hiểu không? À, con hiểu rồi. Ai con biết con nhắn. Sao bực bội ghê trời. Rồi tính ngồi đây luôn hả? Thôi mày nhắn lẹ lẹ rồi mày đi về giùm tao đi. Rồi, xong luôn. Con nhắn cho người ta rồi. Đi về phòng đi ông ơi. Con nhận bác Tư hay quá bác Tư rồi. Cho con ôm hung bác Tư một cái. Đáo qua đáo lại hoài vậy. Sao bác Tư tránh né con hoài vậy? Đi về phòng đi. Trời, bác Tư xua đuổi con quá. Ơi thiệt á. Ai gọi con à? Để con nghe điện thoại các bác Tư. Trời ơi. Alo. Anh nghe là giới yêu. Rồi, sao? À, qua quán cà phê của chị Tiên Sa liền hả? Rồi, biết rồi, qua liền. Rồi. Trời ơi, em lục cái gì vậy? Đâu rồi? Em lấy cái này.
Em lấy cái này em cho chồng em. Không được đâu, có là đồ bán của chị. Cái này được không? Cái này, cái cây này em đập một cái là chồng em nó xỉu liền. Trời ơi, cái cây này là gây ra án mạng đó bà ơi, không có được đâu. Em gọi rồi, qua liền bây giờ. Về đây biết tay em. Anh nhớ vợ nhiều, thật lòng anh rất nhớ vợ nhiều. Nhớ những buổi chiều quay, kề quay trong tay bước đi. Ngồi xuống. Trời ơi, chu đáo, không ai chu đáo như vợ tôi. Biết chồng qua đây hoan hô, bắn pháo hoa rồi, bon bon rồi á. Ai da, trời ơi, dài quá vậy. Vui quá hả? Ai da, dài quá. Cái gì vậy em? Chưa biết vụ gì luôn hả? Biết gì đâu. Sao? Ai da, hiểu rồi, anh biết rồi. Anh muốn anh không uống sai nữa, anh không có sai xỉn nữa. Uống ít lại. Trời đất ơi, tôi tức quá mà. Sao anh quen hết bạn chữ cái, em là chữ M, em M nào quen không? Ủa sao không biết ngay vậy? Đọc cho tôi, đọc lớn lên. Em là ai trong M này? Mi mai mít mận mờ má. Ai nhắn? Anh quan cho anh lắm, quan cho lắm, cho giải thích đi. Cái này là chú Tư kêu anh nhắn. Được giải thích. Nè, im nghe tôi nói. Tại sao tôi với bà Tiên Sa hai người nhắn tin cho ông Nhân Mộng Thường, ông Mộng Thường không trả lời tin nhắn mà ông lại là người trả lời tin nhắn? Là sao? Mộng Thường không trả lời tin nhắn là do Mộng Thường không thích phụ nữ. Nói gì vậy các ông kìa? Nói chồng tôi không thích phụ nữ là ý gì hả? Ai biết con không thích phụ nữ, không thích gì cũng thích chứ. Trời ơi, chả chèo ra. Tại vì ông Mộng Thường không có mê gái, ông đàng hoàng. Ông không mê ba cái vụ đó như mấy người hen. Bày đặt nhắn tin cho gái và chối mi mơ mèo mận gì hả? Má đồ đó, bẩm mỉm. Còn gì để nói nữa không hả? Có gì đâu nói. Tại sao nhắn tin này hả? Tại vì anh lịch sự thôi chứ đâu. Chú Tư kêu nhắn mà. Đổi thường chú Tư hả? Đổi thường chú Tư hả? Đứng lên, đứng lên. Đi về biết tay tôi. Đi. Đi về. Ai da, trời ơi. Đáng đời cho vừa. Tội mê gái. Kỳ này về á, nhắn thêm 4 chữ nữa mới đủ nghe không? Mềm mình méo mỏ.